Man City giành 3 điểm, giúp Pep Guardiola lập kỷ lục. Manchester City duy trì thành tích khởi đầu thắng 100% số trận ngoại hạng Anh bằng 3 điểm nhọc nhằn trên sân của Sheffield United. Như vậy, huấn luyện viên Pep Guardiola đã cán mốc chiến thắng thứ 200 chỉ sau 269 trận ở ngoại hạng Anh, kỷ lục của giải đấu. Trong trận đấu vòng 3 ngoại hạng Anh vừa kết thúc, Man City gặp Sheffield United, đội bóng mà họ có tỷ lệ sạch lưới cao nhất trước bất cứ câu lạc bộ nào khác ở ngoại hạng Anh, sạch lưới 90% số trận đối đầu Sheffield United. Ngoài ra, câu lạc bộ này thắng tới 6 và hòa 2 trước Sheffield United trong 8 lần gặp gỡ từ năm 2000 tới nay. Nhưng hôm nay, Man City đã vấp phải một Sheffield United rất ngoan cường. Câu lạc bộ này quyết tâm tìm kiếm một kết quả hòa trước nhà đương kim vô địch bằng cách giăng ra thế trận phòng ngự kín kẽ, pressing quyết liệt khiến Man City gặp khó trong phối hợp. Vì thế, dù làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, kiểm soát bóng hơn 80% dứt điểm tới 12 lần, trong khi bên phía Sheffield United là không, song Man xanh vẫn bất lực. Phút 20, họ đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài báo việt vị. Cuối hiệp 1, Man City được hưởng 11m sau pha để bóng chạm tay của hậu vệ Sheffield United trong vòng cấm. Tiếc rằng Erling Haaland đã phung phí với cú đá đập cột. Man City chỉ thực hiện thành công 70% số quả phạt đền ở Premier League dưới thời Pep Guardiola, 43/61. Đây là tỷ lệ thấp nhất so với bất kỳ đội nào đá từ 30 quả phạt đền trở lên. Đây dường như là tín hiệu chẳng lành cho Man City. Song ngay đầu hiệp 2, với liên tiếp những pha hãm thành được tạo ra, câu lạc bộ này đã khuất phục hàng thủ Sheffield United. Phút 63, Haaland lập công chuộc tội với pha đội đầu từ cự ly gần sau đường truyền của Grealish. Tỷ số là 1-0 cho Man City. Thời gian sau đó ghi nhận nỗ lực của Sheffield United, nhưng họ gần như lực bất tòng tâm vì thực lực có hạn. Trong khi đó, hàng thủ chủ nhà vẫn phải gồng mình chống chọi những pha phối hợp biến hóa của các vị khách. Và khi trận đấu bước vào những phút cuối, Sheffield United đã gặp may bởi Kyle Walker mắc sai lầm, phá bóng như kiến tạo cho đối thủ. Jadon Sancho trừng phạt đội trưởng Man City bằng cú sút trái lưới. Quỹ thời gian không nhiều, Man City đứng trước nguy cơ bị cơ điểm. Tuy nhiên, khoảnh khắc ngôi sao ở phút 88 đã cứu nguy cho họ. Chính Walker lập công chuộc tội với nỗ lực cướp bóng rồi truyền vào và Rory dứt điểm thành công để ấn định tỷ số 2-1. Chung cuộc, Man City vượt qua Sheffield United với tỷ số 2-1, qua đó nối dài mạch toàn thắng và vươn lên độc chiếm ngôi đầu ngoại hạng Anh. Man City cán mốc chiến thắng thứ 200 sau 269 trận ở Premier League dưới thời Pep Guardiola. Trong lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh, không ai chinh phục cột mốc 200 trận thắng nhanh như huấn luyện viên này.